Nếu đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn, thì em đang cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 Lập Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn, thì em đang cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 Lập Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn, thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 Lập Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn, thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 Lập Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn, thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 Lập Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn, thì